chính là như vậy vậy tại sao lại chỉ theo đinh mà không theo phương bởi vì người này là chủ của gia đình là người giống như trụ cột trong nhà phải làm việc chính vì vậy cố gắng để cho thấy là người này nên có tín ngưỡng về chuyện này tôi cũng không biết bình thường người này là người không tin chuyện tâm linh hay không có phật nhưng không mấy khi vái lại tức để vậy cho có chứ ít khi vái lại là người không để tâm đến chuyện này thật không Đừng em là người ít quan tâm tín ngưỡng nếu bản thân không tự gặp phải Tôi tin là quý khán giả đã từng nghe qua câu cuộc đời thực còn hơn trong phim. Đối với tôi thì tôi tin là vậy bởi vì cuộc sống thực đôi khi rất nặng nề và tàn khốc. Nếu nói về câu chuyện tình yêu của ba người này, rồi sau đó trở thành tình tay ba, giả sử đó là câu chuyện giữa hai người cùng một phong hồn, tôi nghĩ là nó càng tăng gấp đôi sự tàn khốc hơn nữa. Quý khán giả tập trung theo dõi người thách thức ma hôm nay nhé, có một cặp vợ chồng nọ, trước khi đến được với nhau thì bất ngờ là người chồng này đã lén lừa dối người yêu cũ, rồi hẹn hò với người vợ hiện tại. Nhưng câu chuyện rùng rợn là, người yêu cũ của người đàn ông này, bất thình lình chết một cách đột ngột. Sau đó thì, bất ngờ có người nhìn thấy vong hồn của cô gái đó, đi theo người chồng mọi lúc mọi nơi. Hôm nay cô ấy đến đây bởi vì lo sợ là, một ngày nào đó sẽ mất người chồng vào tay hồn ma cùng theo dõi câu chuyện hôm nay nhé cùng gặp chủ nhân câu chuyện cậu đinh cùng em phương hiện tại đinh và phương làm công việc gì bản thân em thì hiện tại đang làm huấn luyện viên thể hình là giáo viên về thể dục thể hình giỏi quá lại còn đẹp trai nữa còn em làm việc ở bệnh viện. Vậy đang ở đâu và có sống cùng nhau không? Ở cùng với nhau, ở xã Mục Ba Cang. Đinh hãy kể cho anh cùng anh tắt nghe chút về toàn bộ câu chuyện của hai em. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bắt đầu là khi em cùng người yêu cũ bắt đầu hẹn hò với nhau vào 7 năm trước. Trước quen biết nhau ở công ty cũ, em đã tán tỉnh cô ấy, trò chuyện với cô ấy, và rồi hẹn hò. Trước đó thì em cũng biết cô ấy có có người yêu rồi, cô ấy đã có một anh người yêu, nhưng vẫn nói chuyện với nhau, đến khi cô ấy quyết định chia tay người yêu, rồi chuyển đến sống cùng em tại nhà. Cô ấy quyết định chia tay với người yêu cũ, vâng. rồi hẹn hò với Đinh. Vâng. Sau khi Đinh cùng cô người yêu cũ đến ở với nhau, thì hai người chăm sóc nhau như thế nào? Cô ấy chăm sóc cho em và chăm sóc cả mẹ nữa, rồi làm những việc giống như các cặp đôi yêu nhau, đó là chăm sóc em, nấu cơm cho em giặt quần áo, đại loại như vậy, giúp làm việc nhà, buổi sáng thì đi làm cùng nhau. Đinh này, từ những điều vừa nghe được thì có vẻ khá ấm áp và hạnh phúc tốt đẹp đó chứ. Vâng, chuyện gì đã xảy ra mà tại sao hôm nay Phương lại đến đây? Xuất hiện bên cạnh em. Vâng, đã xảy ra chuyện gì? Em là một người mà tính cách không tốt vì hay trăng hoa Tự nhận thấy luôn Vâng, tự nhận thấy vậy, em là một người trăng hoa và tình cờ gặp cô ấy Gặp được một thời gian thì Cũng quen biết nhau rồi lén nói chuyện với nhau Lén hẹn hò hai người Vâng Cùng một lúc luôn Vâng Lén hẹn hò với nhau lâu không, em cùng với Phương Gần hai năm Gần hai năm Anh Tống hỏi Phương chuyện này nhé Lúc đó Phương có biết Đinh có người yêu rồi không? Biết, biết là do đinh nói với phương sao đinh có nói đinh nói luôn sao vâng là anh ta tán tỉnh em và cũng đang có người yêu vâng cảm giác lúc đó ra sao tình yêu đến rồi nên đành chấp nhận thôi em cũng yêu anh ấy rồi tức là biết đinh có người yêu rồi mà vẫn đến hẹn hò với em đinh hẹn hò với hai người luôn vâng đinh này vậy thì tại sao em quyết định chọn phương chuyện là em cùng với phương lén trò chuyện hẹn hò nhau rồi có con với nhau có con với nhau nên em phải chịu trách nhiệm về điều mình đã làm nên phải quyết định chọn ở với phương cùng con của mình vậy người yêu kia của em khi biết tin này cô ấy có đau khổ nhiều không em nói gì với cô ấy em nói trực tiếp với cô ấy là anh hẹn hò với phương rồi có con rồi vì vậy anh cần phải chọn phương chúng ta cần phải chia tay nhau mỗi người đi mỗi đường cô ấy ra sao lúc đó cô ấy khóc sức mướt cô ấy đau khổ lắm rất tồi tệ cô ấy khoác áo rồi chạy ra khỏi nhà giày cũng không mang giày cũng không mang vâng cô ấy chạy vụt đi luôn từ những gì đã nghe theo cảm nhận của riêng mình tôi có thể hiểu cho em đinh là con trai với nhau tình yêu có thể sẽ nhiều hơn một người nhưng khi tình cờ một người có thai rồi Tôi hiểu được là ta cần phải chịu trách nhiệm với người đó Vì họ chuẩn bị có con Trở lại với Phương, anh Tống hỏi một chút Cùng là phụ nữ thì em nghĩ On có đau khổ không? Nghĩ là sẽ đau khổ Nhưng em cũng không thể làm gì hơn Vì con của em cũng cần có bố Có cảm thấy mình sai với cô ấy không? Cảm thấy sai, sai rất nhiều Rất sai Vâng, em thừa nhận tất cả mọi điều em làm Em là người kiểu Làm cái gì rồi thì sẽ thừa nhận hết vì vấn đề xảy ra do một mình bản thân em là người gây nên cuối cùng thì cậu đinh cũng quyết định chọn cô phương làm người bạn đời và chia tay với người yêu cũ và đây là điểm khởi đầu của tất cả mọi chuyện sau này sau khi em chia tay cô ấy rồi em có biết tin tức gì về cô ấy không sau khi chia tay nhau em cũng không liên lạc gì với cô ấy đến khi nghe được tin tức giữa năm vừa rồi là cô ấy chết do ung thư đại tràng. Hôm đó, buổi sáng em đi đến cây xăng ở khu vực gần nhà, khu vực gần nhà ở Vác Kinh Keo, rồi đậu xe để mua đồ. Thì gặp người anh ở công ty cũ, từng làm việc với nhau, gặp thì chào hỏi nhau. Anh ấy nói là, Đinh biết không, on chết rồi. Em sửng người một lúc rồi hỏi chết rồi sao, em không biết em hỏi mất lâu chưa họ nói hơn một năm rồi sau đó em quay về tìm facebook của cô ấy cho đến khi thấy facebook của cô ấy rồi tìm facebook của bạn cô ấy em muốn xác nhận cô ấy có thật sự là đã chết hay không họ xác nhận cô ấy mất rồi sau đó sự việc gì đã khiến cho bản thân đinh có cảm giác giống như cô ấy sau khi chết rồi mà vẫn đi theo em Đó là vào Một ngày nọ, đó là lần đầu, em đi đến nhà bạn khoảng tầm 9 đến 10 giờ đêm Tự lái xe đi đến nhà bạn một mình Khi em đậu xe người anh đó giúp lùi xe, đó là người đầu tiên thấy, anh ấy giúp ra hiệu để cho em lùi xe Khi em xuống xe xong thì anh ấy hỏi tại sao người yêu không xuống cùng Em nói là em đến một mình mà anh Không đi với ai, anh đùa em sao, anh ấy nói thấy thật mà nghĩ là đi cùng nhau cô ấy ngồi ở đâu vậy đinh cô ấy ngồi phía sau phía sau em vâng em không quan tâm và cũng không để bụng vì nghĩ có lẽ anh ấy trêu đùa thôi lần thứ hai cũng đến nhà bạn đó nhưng đậu xe ở một chỗ khác gần đó cũng lùi xe để đậu khi lùi xe thì có một người bạn nữa là người thứ hai thấy cô ấy anh ấy cũng giúp ra hiệu cho em lùi xe đậu xong thì khi xuống xe anh ấy hỏi sao người yêu không xuống cùng đến một mình mà có trêu không vậy không trêu thấy thật mà anh ấy thấy kiểu như là ngồi cùng nhau rồi còn quay mặt lại nhìn nhau mà tức cô ấy ngồi cạnh em anh ấy thấy vậy vì khi lùi xe thì anh ấy đứng sau thấy cô ấy ngồi bên cạnh em rồi quay ra nhìn như thế này giống như có bóng quay ra nhìn như thế này Vậy anh ấy có nói là Hình dáng cô ấy Là phụ nữ tóc dài Hai người này Cùng nói là phụ nữ tóc dài Nhưng em cũng không sợ Không quan tâm Bởi vì Những người nhìn thấy đều biết em Em thì vẫn sinh hoạt bình thường Bạn bè nói hãy gửi phúc cho cô ấy Em cũng ok Chứng tỏ là lúc đầu em Đinh cũng không tin tưởng 100% Từ lời mà bạn mình nói Vậy thì bắt đầu tin là từ khi nào? bắt đầu tin là vào lần thứ ba, lần thứ ba là người không biết em, là một ông bác nọ. Lúc đó em đi du lịch ở một nơi, địa điểm đó gần La Ca Băng. Khi đó mưa rất lớn, khoảng 12 giờ đêm, gần nửa đêm rồi. Đi với nhau tất cả năm người. Ngồi bên cạnh em có một người, là bạn em, phía sau em có thêm hai người bạn nữa cùng một người anh. Tất cả năm người, lượt đầu ông bác lấy dù để đón phía bên trái trước. Tức là người ngồi bên cạnh em cùng hai người ngồi phía sau sẽ xuống trước đó là lượt đầu lượt thứ hai ông ấy sẽ đi đón cầm dù đi đón em cùng người anh trai ngồi sau khi xuống xe rồi thì ông bác nói một câu là để đi đón thêm một người bạn nữa em hỏi là đón ở đâu thì cô gái đi cùng ngồi cạnh cháu đó em nói không tụi cháu chỉ có từng này thôi khóa xe xong xuôi rồi thì em đến bàn ngồi rồi thì kể cho bạn nghe nói ông bác thấy rồi bốn mắt nhìn nhau im lặng mà không nói gì thêm có lẽ là sợ thời tiết hoặc là đang không vui vẻ đại loại vậy nên không hỏi gì thêm nhưng bản thân em bắt đầu nghi ngờ lúc đó em có tin không bắt đầu tin rồi bắt đầu tin có thể là đi cùng với em thật có thể thật sự đi cùng em vì người thứ ba nhìn thấy là người không quen biết nên em nghĩ ông ấy không trêu hay đùa dẫn gì em đâu đinh này họ có đem chuyện này chuyện về vong hồn người yêu cũ đến kể cho phương nghe không có kể vậy em cảm thấy như thế nào khi được nghe họ kể như vậy cảm thấy bực mình rồi có chút cảm giác sợ cùng với tức giận tức giận chuyện gì kiểu như đã chết rồi mà còn đến làm phiền chi nữa vậy vậy có nghĩa bản thân em ghen với ma đại loại như vậy nhưng em cũng không nghĩ gì cả không nghĩ xấu cho cô ấy đinh này em có cơ hội đi làm công đức cho cô ấy không có sau khi biết tin cô ấy chết thì em cũng có đi làm công đức cho cô ấy thời gian sau này thì làm thường xuyên hơn nếu có cơ hội phương có đi cùng không đôi khi đôi khi ngày nào đó cô ấy đi làm buổi sáng thì em sẽ vào chùa dân đồ cho nhà sư, buổi sáng cùng nhau đi dân lễ. Em nghĩ cô ấy đi theo mình vì cái gì? Khoảng thời gian yêu nhau, hứa là mãi yêu cô ấy, ngoài cô ấy sẽ không yêu thêm ai. Đôi khi bản thân em là người cũng hay suy nghĩ tích cực. Nghĩ tích cực, theo kiểu lạc quan là, có lẽ cô ấy đến bảo vệ em, đến chăm sóc em, hoặc là đơn giản cô ấy chỉ muốn ở bên cạnh em. Đó là điều em nghĩ. Giả sử nếu cô ấy theo thật thì em muốn nói gì? em muốn nói với cô ấy là hãy đi siêu thoát đi được rồi không cần phải lo lắng nữa đâu hãy tha thứ cho nhau được rồi vậy phương có muốn nói gì không muốn nói mong hãy tha thứ cho nhau mong là sẽ siêu thoát được không cần phải lo lắng gì nữa vì đinh cũng đã có gia đình rồi nếu vậy ngày hôm nay hai em đến với chương trình này muốn chúng tôi giúp gì muốn hỏi là việc mà cô ấy theo là cần điều gì muốn em làm gì hay là em có quên chuyện gì không thì hãy nói cho em biết, hay là có phải thật sự là cô ấy hay không? Đây là điều muốn biết, vâng. vậy hãy hỏi anh Lưu nhé. Vâng, vậy xin mời anh Lưu. Từ con số ngày tháng năm sinh của khách mời. Cậu phong sắc. Người này trong ngày sinh của họ rơi vào Căng thẳng về công việc, chuyện tiền bạc và chuyện tương lai. Còn về chuyện mà không thấy bằng mắt thường thì họ tin rằng có vong hồn đang theo họ. Nhưng trong khoảnh khắc này tôi vẫn chưa cảm nhận được. Nhưng điều xảy ra với cuộc sống của họ có lẽ liên quan đến câu có vong hồn đeo đuổi. Tôi nói rằng người này là người lo lắng cho chuyện của tương lai và căng thẳng chuyện liên quan đến tương lai đặc biệt là chuyện tiền bạc đặc biệt là chuyện liên quan đến cuộc sống của họ có thể là không ổn định và có sự thay đổi dần dần tuổi tý là một người khá nhạy cảm đặc biệt là chuyện liên quan đến tín ngưỡng họ thắc mắc là kiểu như có vong hồn theo hay là giống như có hồn ma đi theo họ đây là điều anh lưu cảm nhận được từ việc chỉ đọc mỗi ngày tháng năm sinh của khách mời sau khi anh bống kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh lưu nghe anh lưu có thể cảm nhận thêm được điều gì từ hai khách mời hay không đừng bỏ lỡ cần mời vong hồn không vì nhiều người thấy vong hồn người phụ nữ rất là nhiều người vong hồn người phụ nữ mà mọi người thấy có lẽ không phải là cô gái đã chết có lẽ là hai chuyện khác nhau nếu cậu chia tay trước rồi cô ấy mới đổ bệnh rồi sau đó qua đời có nghĩa là cậu không làm gì sai với cô ấy, vâng, thì không cần thiết phải theo cậu, vâng. Ngoại trừ duy nhất một trường hợp là trong khi cậu hẹn hò với cô ấy, cậu biết rõ là cô ấy đau bệnh nhưng cậu lại lừa dối đi hẹn hò với người này, rồi kéo người này vào trong cuộc sống, rồi khiến cô ấy vô cùng đau khổ đến mức phải chia tay nhau, rồi tích tụ thành sự thù hận, điều này thì có thể hiểu được, có thể, tôi dùng từ có thể hiểu được thôi nhé, khi mà vong hồn phải đến gắn kết ràng buộc với cậu. Vậy cậu chia tay bao lâu thì cô ấy mất? Chia tay nhau khoảng 5-6 năm rồi, mà cô ấy mới mất hơn một năm, tháng 2 năm trước. Cậu hẹn hò với nhau là thật, nhưng vào một ngày quyết định chia tay nhau. Vâng. Hai người cho dù kết thúc trong êm đẹp hay không êm đẹp đi nữa, chia tay rồi. Vâng. Vậy trong khoảng thời gian 5 năm, trong 5 năm đó cô ấy sống cuộc sống của mình, cô ấy có liên lạc với cậu không? Đến ghen tuông, giành giật, đeo đuổi không? Không. Không có. Vậy cô ấy rời khỏi cuộc sống của cậu và sống cho chính mình. Điều đó nghĩa là Mọi thứ đã kết thúc rồi Nên không có lý do gì phải đi theo cậu Ngoại trừ việc cậu chia tay Nhưng cô ấy thì không Cô ấy vẫn còn theo đuổi cậu Trong 5 năm qua Đi theo, đeo đuổi, bám dính, ren tuông Cản trở người phụ nữ này Rồi cô ấy đau bệnh đến chết Gọi là khổ tâm vì cậu thì cái này có thể hiểu được Chính vì vậy tất cả điều cậu đã nói làm tôi chưa thấy gì Địa chỉ ngôi nhà này chỉ cho biết là Chủ nhân của ngôi nhà vẫn chưa Vẫn chưa ổn định tình hình về chuyện luân chuyển tiền bạc Có vật linh thiêng ở trong nhà và nó không được cậu lấy ra Anh Lưu hỏi một chút Nhà đang ở 334 trên 185 Là nhà của ai? Là nhà của em và vợ mua cùng nhau Vừa mới mua xong đúng không? Vâng Vậy khi mua nhà có để gì trong nhà không? Ví dụ như miếu thờ thổ địa Cậu có để gì không? Không, không có lập miếu Không có để gì luôn Vâng Anh Lưu hỏi chút nữa Ngoài việc có phòng Phật Có không? Kệ Phật, phòng Phật để vái lại có không? Có Vậy anh hỏi ngoài Phật ra thì có tượng gì là Phật mà là nữ giới không? Ví dụ, giả sử nhé, nữ thần nang quạt Nàng cây sao đen Hoặc cái gì mà là tượng nữ giới có không? Có Có nữ thần nang quạt Thờ ở trong nhà, tức đó là một món đồ sưu tầm được Mà họ cho vào hộp để cất giữ Tụi em có mở ra xem rồi cất lại vào chỗ cũ Đưa cô ấy ra nhé Trong ngôi nhà này chỉ có cô ấy đang ở mà thôi Ngoài ra không có liên quan tới người đã chết Hãy lấy cô ấy ra khỏi hộp nhé Bởi vì cậu phải đấu tranh Phải có sự thay đổi nhiều trong cuộc sống nên nếu muốn cuộc sống tốt hơn thì hãy lấy cô ấy ra, để cô ấy ở trong nhà nhé. Tài sản sẽ được ổn định, nếu không thì tiền có cũng sẽ mất. Đinh có vấn đề về chuyện tiền bạc không? Có, đúng như những gì anh Lưu nói. Đúng như vậy luôn phải không? Vâng. Tôi hơi thắc mắc chút. Nếu vậy thì chúng ta đang cho rằng điều đang tồn tại có thể là nan quạt. Tôi nghiêng về trường hợp là vật vái lạy ở trong nhà. Chính là như vậy, vậy tại sao lại chỉ theo Đinh mà không theo Phương? Bởi vì, người này là chủ của gia đình là người giống như trụ cột trong nhà phải làm việc chính vì vậy cố gắng để cho thấy là người này nên có tín ngưỡng về chuyện này tôi cũng không biết bình thường người này là người không tin chuyện tâm linh hay không có phật nhưng không mấy khi vái lạy tức để vậy cho có chứ ít khi vái lại là người không để tâm đến chuyện này thật không vâng em là người ít quan tâm tín ngưỡng nếu bản thân không tự gặp phải cho dù đó là điều nếu hỏi em tin không thì em tin, nhưng em nghĩ là, mỗi người ở một thế giới. Và mọi điều mọi thứ nó sẽ tốt hay không thì theo cách nhìn nhận của em. Nó tùy thuộc vào điều mà bản thân ta làm. Tôi hỏi đơn giản là từ khi vào ở, và từ khi có phòng Phật, có đặt Phật để vái lạy, vái lại được mấy lần? Em rất ít khi vái lạy, người vái lạy là vợ em. Chính xác, nếu như vậy cậu hãy làm cho tốt, rồi cuộc sống của cậu sẽ tốt lên khoan đã anh lưu vậy việc có vong hồn nữ thần nang quạt đi theo được xem là chuyện rất tốt nó không gọi là đi theo chỉ cố gắng nói cho chủ nhân ngôi nhà biết rằng có họ ở trong nhà bởi vì người này không có tín ngưỡng mà nhưng cô ấy đến ở trong nhà rồi chỉ cần đưa cô ấy ra thờ cho tốt và nếu cuộc sống của cậu muốn tốt bởi vì nhiều lần cậu sẽ tự hỏi bản thân mình là tại sao mọi chuyện giống như sẽ tốt đẹp thì trong một khoảnh khắc nó lại không đúng như những gì cậu nghĩ nó có sự thay đổi từ ba năm qua nói thẳng ra ngôi nhà này từ khi cậu vào ở thì công việc cậu làm giống như sẽ phải tốt lên từ lâu rồi có thể cậu sẽ có cảm giác ở ngôi nhà này tại sao lại tốt đẹp vậy nhưng lạ là nó không đến được mức độ như mình mong muốn hoặc cảm giác sắp đạt được rồi thì lại không được nữa chỉ cần quay về sửa đổi cho tốt là được việc anh lưu nói sửa đổi cho tốt thì anh có lời khuyên gì cho các em không là phải sửa đổi như thế nào điều đầu tiên nếu ta không tin thì không nên đặt thờ nếu ta không tin thì không nên đưa vào nếu ta không có phật trong tim thì ta không cần phải để ta chỉ cần theo tử vi của mình nhưng nếu ta không tin mà ta vẫn đưa phật vào nhà đưa vào rồi lại không vái lạy đưa vào rồi lại cất trong hộp rồi không thờ cúng thì khác gì cậu cố gắng đem điều tốt vào nhà rồi chôn vùi những điều tốt đẹp đó chính vì vậy càng làm lại càng vất vả do đó nếu tin thì hãy đưa vào nếu không tin thì không cần đưa vào kể cả không tin thì cũng nên để ở nơi phù hợp họ gọi là sự tôn trọng lẫn nhau khi đưa họ vào nhà rồi thì hãy để ở nơi phù hợp vái lại cho tốt ít nhất thì cũng nên nghĩ đó là điềm lành và nên để trong nhà thường xuyên tôi tin chuyện này nó đã đảo ngược hoàn toàn luôn rồi từ những điều chúng ta nghe kể thì cứ nghĩ là vong hồn người yêu cũ đi theo đinh. Vong hồn người phụ nữ mà họ thấy ở đây có lẽ không phải là cô gái đã chết. Nó là hai chuyện khác nhau. Phía chương trình cũng mong cho vong hồn người yêu cũ của cậu đinh lên đường đi về cõi niết bàn một cách thanh thản và cầu mong cho cuộc sống lứa đôi của cậu đinh cùng cô phương sung sẻ và hạnh phúc mãi mãi nhé. Quý khán giả biết không, tại sao Đức Phật lại quy định đến năm giới? Một trong năm giới đó là ngài cảnh báo liên quan đến chuyện của khí sắc nó khiến cho xảy ra nhiều chuyện xấu trong cuộc sống của nhiều người bởi vì sao bởi vì trong thời kỳ của tình yêu hay trong khi sinh sống đó nếu ta có vấn đề về chuyện chuyện tình dục chuyện về dục vọng ập đến nhưng dựa trên sự vô luân sẽ khiến cho gia đình và việc sinh sống của người đó trở nên thảm khốc bởi vì chính Ngài đã thấy đến 2.500 năm rồi Nên đã quy định sẵn trong câu này là Bất kỳ người nào có tình yêu đúng đắn rồi Đã tìm được tình yêu tốt đẹp rồi Thì hãy giữ luật giới trong câu này cho tốt Không làm sai giới này Khi nào sai giới thì khi đó gia đình đó sẽ gặp tai họa Cùng đến với phần chăm ngôn cuộc sống của tác ba li buông nào Phải nói là Điều quan trọng trong chuyện có vợ Họ nói sợ vợ sẽ làm hư nề nếp vậy bạn từng bị vỡ tác đến mức nề nếp hư luôn chưa cái này bị rồi cái này bị rồi nó có nghĩa là đừng manh động đúng đừng có manh động cho dù là gì đi nữa cũng đừng bạn sẽ hư nề nếp vậy bạn có từng bị vỡ tác đến mức nề nếp hư chưa